bừng sáng lên với sự kiện lịch sử vĩ đại ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng đã dâng cao ngọn cờ cách mạng, lãnh đạo toàn dân đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đem lại tự do, hạnh phúc và niềm tin với nhân dân. Một niềm tin tất thắng.